Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bắt lớn ở Đồng Nai, phủ thủ tướng dùng chuyển, ông Tổng lần ra manh mối như thế nào. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đầu mối phân phối bổng lộc cho đường dây nhập khẩu vũ khí hàng tỷ USD từ Israel. Các hợp đồng mua vũ khí là những hợp đồng nâng khống giá trị nhưng không thể nào lần ra được đầu mối bởi cơ quan điều tra không thể đòi hỏi bên bán phải trưng ra giá trị thật của gói cung cấp vũ khí này. Việc điều tra bắt đầu từ phía Việt Nam khó mà lần ra đầu mối của việc chia trác. Việc của ông Trọng là phải tóm cho được người trung gian trong các hợp đồng này, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là hình ảnh cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cựu bí thư tỉnh Đồng Nai đã bị bắt. Tại Bộ Quốc phòng của Việt Nam, phe của ông Tổng đang cố điều tra ra đầu mối của đường dây. Nơi đây, Bộ Công an không thể nhảy vào mà chỉ có thể là ban nội chính mới có quyền. Cách đây hơn một tuần, mà cụ thể là vào ngày 12 tháng 10, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tức là Ban Chỉ đạo do trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Mục đích của ông Trạc là kiểm tra các hợp đồng mua bán trong quân đội có gì tất khuất, đặc biệt hợp đồng mua bán vũ khí. Việc tăng cường kiểm tra các hợp đồng quân đội, mục đích là kiểm tra xem có gì sai sót hay khả nghi hay không. Nếu phát hiện, ông Tổng cho Phan Đình Trạc xoáy vào điểm yếu này mà tiếp tục khui ra. Đây là những hợp đồng có tính bí mật nhưng không thể công khai. Tuy nhiên, về mặt đảng thì ông Tổng hoàn toàn có quyền kiểm tra nó. Việc đánh vào quân đội được xem như là cú đấm, được giấu rất kỹ. Bên ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng cho khui ra các hợp đồng của IEC với các chính quyền ở địa phương, xem có bàn tay chỉ đạo nào từ Trung ương hay không. Ngày 19 tháng 10, ông Tô Lâm đã cho cơ quan điều tra của Bộ Công an C03 bắt tạm giam ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là hình ảnh cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Hai ông này bị bắt điều tra vì đã vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và các đơn vị liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty IC. Thời điểm C03 thực hiện lệnh bắt tạm giam, bà Nhàn đã bỏ trốn nhưng cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bà. Như vậy, đầu mối của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đồng Nai đã khui ra đến ông Bí Thư và Chủ tịch tỉnh. Vụ IC này xem ra cũng không hề nhỏ hơn vụ Việt Á. Mục đích của ông Tổng là khá rõ ràng, moi đến cấp cao nhất ở tỉnh để xem tỉnh đã chỉ đạo như thế nào từ Trung ương hay không. Và tương tự như vụ Việt Á, vụ IC có dấu hiệu được chỉ đạo từ Trung ương thì mới dễ dàng thắng thầu những gói thầu lớn đến như vậy. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia đấu thầu ở tỉnh nào thì sẽ trúng thầu ở tỉnh đấy. Trường hợp bà Nhàn nhìn khá giống với trường hợp của Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, cũng là người trong ngành tình báo lập công ty Bình Phong để tạo ra vỏ bọc doanh nhân và giấu đi tông tích thật. Những người này thường là lính tiên phong cho một thế lực chính trị ẩn danh, bởi dân tình báo thì có nghề và có quan hệ rất lớn. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kéo đổ ủy viên Trung ương Đảng của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn hạ uy tín ông Thủ tướng có việc làm việc tới cùng và tìm tung tích của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để lại. Ông Trọng quyết làm mạnh tay, tuy nhiên đầu mối quan trọng nhất là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì vẫn là một thách thức to lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Việc bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án sẽ khui ra được nhiều vấn đề rất lớn. Mặc dù vậy, cho đến nay, việc bắt bà Nhàn là thách thức gần như không thể vượt qua nổi của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Vì bà, khác với Trịnh Xuân Thanh, nằm im, chờ thời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang xảy ra thế? Tình hình Việt Nam hiện nay cho thấy xăng dầu đã dần dần cạn nguồn cung, xã hội thiếu hụt, giao thông ngưng trệ, người dân bu lại quanh các cây xăng chờ được đổ nhưng cũng không có. Tình trạng của Việt Nam hiện nay cho thấy đang dần dần tiến đến tình trạng như Sri Lanka hoặc tại Lào mới đây. Bao năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành độc quyền cung cấp xăng dầu, nhưng đến nay họ không còn đủ cấp cho dân. Tình trạng ngày càng trở nên nguy kịch. Đây là hình ảnh cảnh xếp hàng
chờ đổ xăng. Các tỉnh thành ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã thiếu xăng dầu từ nhiều ngày qua. Cho đến nay, tình trạng đã lan đến thành phố lớn nhất đất nước. Vào ngày 6 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 cửa sổ hàng hóa tạm thời để sửa, chữa. Cùng ngày, lãnh đạo công ty nói rằng làm ngay trong ngày có một vài lần nhập cảnh về hàng nhưng không kịp, thiếu cục bộ, không có liên tục, trạng thái thiếu liên tục vài ngày. Đến ngày 8 tháng 10, khu vực thành phố Thủ Đức, các cây xăng đều đóng cửa im ỉm rất sớm vì hết xăng. Chưa đến 21 giờ nhưng hầu hết các cây xăng cũng đều phải đóng cửa. Đến sáng ngày 9 tháng 10, trên toàn địa bàn thành phố có 54 cửa sổ tạm nghỉ hết xăng dầu. Như vậy, từ chỗ có 3 đóng cửa thì nay đã lên tới 54, tất cả đều được trấn an rằng thiếu cục bộ. Trước đó hơn một tháng, khi bị tước giấy phép, Sài Gòn Petro đã kêu cứu rằng công ty luôn thực hiện tốt trong công việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Doanh nghiệp này thì nói rằng tháng 8, Sài Gòn Petro đã chủ động tăng cường cung cấp đến hơn 200% so với tháng 7. Hiện nay, số cửa hàng xăng dầu đóng cửa là 54 và đang gia tăng. Người ta nghi ngờ rằng nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đã cạn. Chuyện khan hiếm xăng dầu đã xảy ra từ nhiều tháng qua, chứ không phải mới đây. Và thực tế cho thấy, chính quyền dường như đang bất lực trong vấn đề giải quyết khủng hoảng như hiện nay. Hồi giữa tháng 8, Bộ Công Thương cũng cho biết dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ đủ dùng chưa tới 7 ngày. Con số này vốn rất thấp, nhưng một số chuyên gia đánh giá là con số thực tế có thể thấp hơn. Và hiện nay, tình trạng hết xăng đang diễn ra tràn lan cho thấy nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đang cạn mới xảy ra tình trạng nêu trên. Đây là hình ảnh xăng dầu đang thiếu nghiêm trọng. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn nói về an ninh năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề năng lượng của Việt Nam hiện nay đang rất mất an ninh. Người dân không có xăng để dùng hàng ngày thì họ đi làm như thế nào? Doanh nghiệp không có xăng dầu để hoạt động nhà máy, không có xăng dầu để chuyên chở hàng hóa thì tình hình sẽ ra sao? Bộ Công Thương là đơn vị phải chịu trách nhiệm vấn đề an ninh năng lượng mới đây. Nơi đây đã quản lý nguồn xăng dầu như thế nào mà để người dân xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đến như vậy? Đó là những câu hỏi mà người dân đang đặt ra và cần chính quyền phải trả lời bằng hành động. Đã nhiều năm nay, xã hội lên án tình trạng độc quyền nhập khẩu và buôn bán xăng dầu, nên dù cho có rất nhiều doanh nghiệp muốn nhập xăng dầu để giải quyết khủng hoảng cũng không được. An ninh năng lượng đã bị mất thì người ta chịu thiệt là người dân chứ không phải các quan chức ngồi ở cấp trên. Đây là hình ảnh cảnh tượng tương tự ở Sri Lanka vào tháng 7 cũng hết xăng. Thời đại này là thời đại dầu mỏ, không có xăng dầu thì rất nguy đến đời sống an sinh của xã hội. Người dân không thể làm được gì ngoài chịu đựng. Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Nào là tham nhũng, nào yếu kém, nào thì vô trách nhiệm của chính quyền, chung quy cũng lại đổ lên đầu dân chịu cả. Trong thời gian tới, nếu tình hình không được giải quyết, xã hội sẽ xảy ra trộm cướp xăng dầu, hoặc thậm chí có người còn cố tình vét chữ xăng dầu ở nhà, gây ra tình trạng khan hiếm trở nên nghiêm trọng hơn và hết sức nguy hiểm về các nguy cơ cháy nổ khắp nơi. Đấy là chưa nói tới việc giữ chữ xăng dầu không an toàn đã gây ra nhiều thảm cảnh khác nữa. Chính quyền của Đảng Cộng sản đã để xã hội ngày một tồi tệ vì khả năng quản lý yếu kém của nó.